Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay của ngày của mình đã được 2 tỷ lượt chiến rồi anh em. Đó, thấy không? Cán mốc 2 tỷ lượt chiến. Nhưng Galin server vẫn thua nha anh em, vẫn thua. Và hôm qua tôi nghe ông đó nói là treo được, treo mê cung đông hoàng được, đúng không? Ok, thì tôi sẽ treo, tôi tìm cách treo coi. Đây, treo 20 cái nè. Đó. Cái này phải treo không biết, tôi không biết thiệt. Từ đó giờ chơi mê cung đông hoàng thì tôi rất ít chơi, rất ít khi chơi. Đây là cái gì đấy trời? Không biết được đâu mà bấm. Rồi mình bấm rồi đó, đem mình quăng vô đó 20 cái đi, không biết chừng nào xong, không biết nếu mà nó xong thì bao lâu thì không biết. Bên server Việt hồi đó bên S900 tôi gom mấy chục cái. Đâu mấy chục gì, mấy trăm cái chứ. Đầu server tới cuối server luôn, ít không đi mê cung đông hoàng luôn là mấy ông hiểu rồi. Tại vì cái đó ít vàng đồ này kia bên server Việt anh em biết rồi, ít vàng với lại cái thằng của mình đó cũng không chăm chú nhiều cho nên cũng không có được nhiều. Rồi hôm nay mình sẽ cho anh em xem cái link server nè. Nhưng mà mấy ông sẽ thấy con Tào Tháo một skill. Tào Tháo chỉ cần một phát một là bay màu nha. Để cho anh em xem cái tem này của ông kia. Cái ông này là ông bá nè, coi ông bá nè. Đó, điều Tào Tháo bên đam nha. Thằng binh công trăm xét củ tiêu full thằng liền là nó full hết trơn rồi. Đó, công lên tới 43 triệu ảo mà Canada thấy chưa. Đây, cổng len cũng chơi tư mơ ý luôn. Rồi hấp thụ ngọc, rồi hấp quyết ngọc, đạo thế tờ tình thế ngọc, quyết chiến ngọc, rồi những vàng, rồi tham lan, tùm lum, nói chung là tùm lum. Ghê, nhìn cái vàng ngạc này thì phải nói là chất lượng. Nhưng bây giờ cho anh em xem cái trận cuối cùng mà hai ông đánh là 3-0 luôn. Mà mình thua ông này, biết ghê, mình thua ông Yuba này nè. Ông Yuba này 3 tỷ mốt server mình luôn. Anh em xem trận đầu là hiểu luôn kết quả. Tuy rằng tem Yuba kia cũng chất lượng đó, nhưng mà nói gì nói chứ tem Yuba 6 vẫn là một thứ gì đó rất là ghê gớm. Do ông kia ông xài cái khí định thằng nhàn cho ông vàng thống cho nên con dương cổ ông không có đủ nộ để ra chiêu, mình không có xem được cái chiêu chứ ông, mình nghĩ là ông ra chiêu đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì, tại vì cơ bản quấn như tay mình thôi mà ông đã đuối đam mà, mình thấy đuối đam mà đánh với tay ông này sao đánh nổi. Anh em nhìn thấy là tôn quyền nó mới chọt hai cái rồi bên kia nó còn bay màu. Bạn thống xài khí định. Ông này chơi không chơi tăng mà. Về lay game full thú đồ này nọ nên thấy ngữ giáp tạo cứ ảo ảo kiểu gì á. Ngữ giáp quá nhiều đi. Phun đôn gõ mất một khúc máu là anh em hiểu rồi chứ. Đôn gõ mất khúc máu luôn mà. Bút chọt chọt, nhưng mà anh em xem mà chưa chết đâu, không có tốn bất kỳ một câu mang nào cả cho tới khi Tào Tháo dùng siêu. Anh em nhìn đi, Tào Tháo 789 nộ rồi, 95 nộ rồi kìa, không biết bằng cách đó rồi, 96 nộ rồi kìa, và 97 nộ cẩm đen Tào Tháo, 100 nộ. Bye bye các bạn nhé, ngày mai gặp lại. Trời ơi, cho anh em xem cái trận thứ hai nha. Con Tào Tháo này khủng khiếp thiệt sự. Phải nói là một con Tào Tháo là gọi là, đó giờ tôi mới thấy lần đầu tiên. Không biết mấy ông thấy bên server Việt nhiều không, tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy server này là ông này là người gấp. Thứ nhất là ông nào được chiến nhiều rồi, muốn làm gì cũng làm. Nhưng thứ hai nữa là mình Tào Tháo này phải công nhận là rất là mạnh. Thì khi dùng chiêu, đồng đội dùng chiêu nó nhận mộ quá trời nhận nộ. Mà xài tư mí nữa chứ, quyết định. Phải nói chứ. Và 12 nộ. 12 nộ rồi đó. Và 17 con Tôn Quyền nó chọt Tào Tháo nhận nộ, cái combo này có vẻ hợp lý thế nhờ. 22 nộ. Và 31 nộ. Cứ chọt chọt là lụm nó thôi. Nè, tiếp tục 32 nộ điếm nha. Và 33 nộ. Tính nộ thôi chưa tính đam á, 38 nộ và 39 nộ. Hấp thụ ngọc đồ này nọ các kiểu nữa mà.
40 mấy nọ rồi và 46 nọ, không biết lần này có được 100 nọ không. 53 nọ. Tôn Quyền chỉ đánh là búp nộ cho Tào Tháo thôi. Rồi có vẻ như là lượt này được tích rồi đấy em. 61 nộ, lượt này bị Phong Huyên ngắn rồi cho nên là được tích 68 nộ. 73 80, 83 nộ của Tôn Quyền chọt phát 10 nộ chạy. 84 nộ. Ông kia cái thằng võ cũng chưa được 5 sao chứ thôi trừ gấp đâu vậy. 89 94 95 96 100 một đống rồi đó. 100 một đống luôn rồi, nó bị kẹt 108 nộ. Bye bye các bạn, ngày mai gặp lại. Ý vẫn còn sống. Ghê vẫn còn sống, bạn được. Rồi 100 mấy nộ vẫn còn sống. Ghê đó. Như né gì đó chứ không né là mệt nữa. Trời má ơi bình thường kìa. Trời ơi tao 108 nộ nó đấm một phát thì thôi chứ. 46 nộ nữa rồi kìa. Rồi nó quýt không thấy đam luôn. Không lẽ mình test thử. Không lẽ mình mua chủ tướng này về mình chơi vô đi. Chứ bây giờ để mình coi kèo này có căng hơn không nha. Và cái kèo này kèo chống nha. Chỉ có cái kèo này thôi. Ông này chơi với ông Tăng nè. Chơi với Tăng có vẻ trâu hơn chút xíu. Để coi coi Tăng này có lẽ trâu hơn. Tại vì Tào Tháo quýnh cái hàng kia nữa. Coi mấy trận ông này ship như thế này quýnh nó sẽ đỡ hơn. Ông kia ship cái hàng mà để cho ông kia uống combo đẹp quá. Mình đã bấm rồi đó nè. Mình đã bấm rồi. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì nó vẫn không lock à. Ok nó lock rồi. Cũng may là đỡ. Đây hàng Tăng đứng trước. Này cũng 3 tiếng mấy Tôn Quyền. Tính ra Tào Tháo mạnh nha. Tháo mạnh vãi trưởng. Một chọt. 11 nộ. 12 nộ. Và 13 nộ. X5 đam cộng thêm. X6 đam cộng thêm. X7 đam cộng thêm. Em nhìn đi cái X đam của nó là X8 14 nộ. Nó ông này xài thằng võ đúng nè. Ông này xài thằng võ đúng bài luôn nè. Thằng võ vậy mới trừ được nhiều nộ nhưng thôi. Trừ ít nộ quá. Rồi chứ mình nghĩ muốn như tem này không được 100 nộ đâu. Quýnh không được tới 108 nộ giống như nãy đâu. 13 nộ nè. Phải dùng kỹ năng á. Dùng kỹ năng nó mới tính một lần. Hôm nay có bộ gió hơi yếu. Hơi yếu thiệt. Thật ra cái tem của ông đó hiện tại ở bên đó là mình quýnh cũng vô đam rồi. Chứ đừng nói ông này, 40 mấy triệu công rất là mạnh. Và hiện tại đang được 23 nộ. 24, 25 nộ. Quýnh không vô máu à. 56 nộ, 57 nộ luôn rồi kìa trời. Rồi. Rồi xong. Trừ hết nộ luôn rồi. Còn có 30 nộ thôi. 31 nộ lên lại, lên từ từ. Cần gió nó trừ 2 phát là gần 30 nộ anh em. Rồi bắt đầu chơi nè bạn ơi. Sao mà đỡ cho được. Nhưng bị xích bể của bung lôi rồi. Tại vì ông kia không chơi bung lôi cho nên là Tào Tháo nó bị xích. Nhưng mà lực không, anh em thấy lực không? Có lực. Để coi nó đợn thêm phát nữa nha. À, cái server này có nhiều ông biêu dị lắm. Dương Cổ là một ví dụ điển hình đó. Phải.
咬外军。 弯弯曲曲，四海风涛。Ôi ôi, con tôn quyền nó quánh là muốn gần bay màu hết trơn mấy ông kia hết trơn rồi. Đỡ kiểu gì đây? Mình nhớ cả tham lan mua bao nhiêu vàng ta, bao nhiêu vàng hay bao nhiêu ngọc ta? Mình nhớ không lầm là tham lan nằm chung giáp đảo ngọc hả trời? Nhưng mình nhớ 20k vàng hay 30k vàng gì mà? Mình nhớ không lầm là server này có ông chơi Tào Phi. Tào Phi thì phải có tam lan chống nổi. Không được ngắn. Lụm. Loạn thế gian chúng. Ôi ôi nó quánh kìa, không biết bao nhiêu đam luôn á. Anh đâu? Quán của anh cứ cứu. Nếu mà bây giờ có dù có phản đam đi chăng nữa, bên kia cũng không đủ đam để dứt điểm anh em ơi. Đó, cho nên là cái meta này build càng nhiều châu càng tốt. Cái meta này giống kiểu meta của cái ông mà đổi tên lấy hên ông build á. Nó chỉ mới tới đây thôi, nó kiểu delay quá lâu á. Thì bây giờ ai build nhiều tăng mà thắng. Mình quân trước. Đánh mình quân trước quân thắng. Có 24 nộ mà hai ông ghi giành giật nhau quá. Đại kiều công nhận. Xài cái độc thường ngọc nó chi kích liên tục cướp. Lên 22 nộ nè. Đọt tiếp cơ ngay. Đó, 30 nộ. Con tôn quyền nắm nộ càng nhiều thì nó chọt càng lên nhiều nộ thì phải. Đang hiện tại thì Tôn Quyền đang 31 nộ. Đúng rồi, Tôn Quyền nắm càng nhiều nộ rồi nữa là nó đấm càng sướng. Tỷ lệ nhận nộ càng cao luôn. Hải Phong Thao 74 nộ kìa. Quýnh như ông này còn căng nè. Ý cái thằng võ ông không kịp ra là ông hay bị đuối chứ. 76 nộ. Còn chọt nữa. 81 nộ. Và 86 nộ. Nổ xuống hết, còn 11 à. Rồi 91 nổ. Và 99 nổ. Sao mà đỡ được 90 mấy nổ. Trời đất ơi. Khủng khiếp thiệt chứ. Hai con này nhận nổ gì như một cái máy gì đem nổ đâu. Ra là bị hạn chế nổ ở những cái tem thằng thú như thế này. Nhưng mà có khí định thì nó vẫn duy trì cho mình. Nhưng mà được cái là kỹ năng của nó nhờ cái đồng thù với lại cái cẩm men thôi. Mà mấy ông này build theo Tào Tháo thì nổ quá nhiều luôn. Hơi bị dị. Đây, đợt phát này giảm hết tăng thiệt đó chứ. Đợt phát này là hết tăng luôn đó chứ. Đam cộng dồn cũng nhiều rồi nè. Đọt tiếp, 53 độ. Trời ơi, nó trừ phát một còn có ba mấy nộ. Lên lại 42 nộ, lên lại 49, lên lại 60 rồi. 60, chọn tiếp. 66 nộ rồi. Cơ chế truyền nộ của hai này ghê quá. Chọn 74. Và Tôn Quyền 87. 94. Rồi 100 mấy luôn rồi. 102 nộ. Để mình coi kỷ lực của nó ngày hôm nay là sẽ được nhiêu. 109. Và 114 nộ. What the hell. Rồi 127 nộ. Thôi mai chưa nữa chứ. 134 nộ. 135. 143. 180 nộ. What the hell. Ôi má ơi, nó đấm kiểu này là bay hai con bông lôi quá. 181 nộ. What the hell. Cái gì xảy ra vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cái trận đấu nào mà nhiều nộ như thế này. Chết mẹ nó trừ phát hết mẹ nó rồi, còn có 100 mấy nộ à. Nhưng không sao, 104, 105.
nghĩa là nó chi kích càng nhiều là tỷ lệ nó nhận nổ càng cao, chứ không phải nổ của Tôn Quyền càng nhiều anh em. Nó chọt liên tục như thế thế này thì nó sẽ lên nổ nhiều nè trong một lượt á. Ok, nhìn 12 nổ kìa, nhận 23 nổ liền rồi, như là Tôn Quyền nhiều nổ sẽ chọt nhiều hơn hay sao. 126 kìa. Ê đừng, rồi hết chỗ phong ấn đi, phong ấn Tôn Quyền 129 nổ anh em, vẫn đang bị phong ấn lần kế tiếp. Rồi để tôi, nãy tôi để tầm 180 mấy nộ mà đừng bị phong ấn ha. Rồi ok, đã bị phong ấn rồi. Nó bị xích tiếp rồi. Nó bị xích tiếp rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Bị xích tiếp rồi nha. Thì lượt này nó sẽ không xài chiêu. Chọt 138, chọt 139. Dùng chiêu. Đó, 140 lên 147, đó tiếp tục. Đó, vậy là nó do là Tôn Quyền chi kích liên tục là sẽ được thôi. 150 mấy kìa. Bạn 100 quất đời hay 158 lại kìa. Gắn lên 108 đi bạn ơi. Lại bị xích thì kìa, ngon ngon. Lên tới 200 độ quýt mới sướng. 159. 159 và 161. Ừ, phong ấn nó đi, ngon á. Kèo này ca. Vui. Ừ, 163. Và hai người ta này trâu lắm, không chết được không. 164, tiếp tục chọt thêm. Đúng rồi. Búp cho Tôn Quyền. Rồi, hết nữa rồi, còn có 110 mấy. Phải cả nồi, nó ngồi tích. 120. 121. 120 mấy. 129. 128 rồi đó. 120 nhiêu trời, nó bị che bởi cái đau của quần đôn nè. 129. Dù vậy sao mà 129 hoài vậy? Còn 129 nữa hả? Rồi 130 đó. 131. Cái lượt này Tôn Quyền không có nhiều nổ, nhưng không có chi kích được liên tục, mà vẫn chi kích liên tục mà sao nó không tính được nhiều nổ ta. 130 mấy nổ. 180 mấy nổ không cho chơi. 137 và 138. Rồi hết nữa. Cây thế nhờ, không được quýnh. Anh em thấy mấy thằng tăng trâu không? Bởi cái meta này vẫn là cái meta cũ nha, trừ khi tung sách nó ra mấy meta mới bên Việt thôi. Này vẫn xài meta cũ. Cho nên á, vị tướng Động Nguyên còn chơi lâu lắm. Động Nguyên còn chơi rất là lâu nữa. Rồi bây giờ mới có nó cứ phong án thằng 59 mình hoài vậy đây nè. Cho nên mình cứ tích nổ thôi. 132 133 134 134, rồi gì nữa. Và 135 136 137 138 143 149 141 141 142 143 144 và hết. À, mẹ nó, cái thằng võ nó lại ra nữa rồi, nó lại xa nữa rồi. Cái con Tôn Quyền chi kích nó không có tính cái thằng võ nha. Rồi bây giờ tính nữa nè, 140 mấy nổ xuống 106, quải cả nồi thì không được câu với tức á. Tôi tức á. Rồi bây giờ Tôn Quyền có nổ rồi nha, 119 lại rồi nè nha. Đó, lên 126 liền, Tôn Quyền có nổ lên, nó lên nhiều hơn. Tại vì combo này đó giờ mình cũng chưa chơi nhiều anh em. Đó, lên 138 nè, lên lẹ liền. Đây đừng hút. Ừ, hút con đầu đi. Ngon á. Rồi 140 mấy liền. Nè, tiếp tục chọt lên. Để coi kỹ lực của nó sẽ là bao nhiêu nổ. 150 mấy nổ rồi. Chọt nè. 158 nổ. Rồi xong luôn, ngưng luôn. Cái lúc người ta đang cầm nổ thì ổng đi phóng ấn người ta. Rồi lúc không cầm nổ thì cho người ta chọt khí thế. Rồi giờ quýnh bà nó rồi. Bây giờ quýnh rồi đó anh em. 162 nổ. 165 nổ, bây giờ quýnh nè. Sao mà đỡ cho được. Ta
Trời ơi, nó đấm một cái một nó bị sức đứng im luôn. Mấy thằng tăng ở server này quản quá là bá. Không phải ở server, cái meta này quản quá là bá. Có hai thằng tăng đơn giản thôi mà không thể nào chết được. Rất là trâu. Tào Tháo 100. Tào Tháo 180 mấy độ. Trời là trời, đó thì tôi mới nhìn thấy một game quýnh mà lên tới 180 mấy độ đi. Đó thì mới thấy luôn. Tại vì đa số á anh em xài thăm lan đúng không? Thì có con tàu phi á, thì ở bên cái chế độ kia thì mình coi rồi, nhưng mà nó luôn không tới mức đó đâu. Nó không tới mức mà khủng khiếp tới vậy. Nó cũng có từng trăm nộ là cùng, tám mấy nộ, trăm mấy nộ, mà cái này lên tới 100 mấy, gần 200 nộ, 180 mấy nộ đi. Phải nói là một con số khá là khủng khiếp mà mình từ đó giờ mình mới thấy luôn. Ảo thì sự. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở luôn cái chiến pháp cuối cùng. Ngày hôm qua mình mở rồi, mà mình chưa kịp mở rồi. Mình đang có rất là nhiều tướng cam, nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy cái này mình đổi đi, nó đỡ tốn nha. Đổi tướng đỏ. Thôi là hết tướng luôn rồi, hết tướng đỏ luôn anh em. Bây giờ dùng tướng cam vô quá nhiều con, quá nhiều con. Ủa tướng đỏ bây giờ mình còn chỉ có 4 con thôi. Mở không có đủ luôn rồi, không thể nào đủ luôn rồi. Cái gương phe của tôi. Gương ba phe của tôi nhìn. Cái trận đấu của tôi quýnh thì mấy ông đừng có coi, quýnh với cái trận ông Dương Cổ á, quýnh với ông Dương Cổ luôn nhưng mà thua. Chịu không nổi. Dương Cổ ông thổi 6 cái chết rồi, chết lực, chết Quang Vũ liên tục luôn. Thổi Dương Đôn thì không có chết. Nhưng mà thổi với Quang Vũ mới chết đó chứ. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye.